cô có thể cho Yến Đan hỏi một số câu hỏi được không ạ? Chào Yến Đan. Vậy tại sao cô lại chọn kinh doanh quần áo của trẻ em ạ? Thực ra trong niềm đam mê về thời trang của cô đã có được rất lâu rồi. Nhưng từ khi làm mẹ thì cô mới cảm thấy tình yêu cho thời trang trẻ em trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và cô cũng nhận thấy nhu cầu của các bà mẹ ở Việt Nam, đó là có thể tìm cho con một thương hiệu thời trang trong nước nhưng với chất lượng của nước ngoài. Và cô quyết tâm xây dựng thương hiệu thời trang Legao với những thiết kế rất là đơn giản, dễ dàng cho các con vận động nhưng mà vẫn rất tây, với chất liệu thấm hút mồ hôi và phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam. Thế dự định của Legao trong tương lai là gì ạ? Trong tương lai tới, gần đây thì cô dự định sẽ mở rộng dòng sản phẩm của mình. Ngoài quần áo, cô sẽ thiết kế thêm các phụ kiện cho em bé, cho trẻ con, như túi, phụ kiện cho tóc và giày dép nữa. Và một mục tiêu lớn hơn trong tương lai là có thể đem thương hiệu thời trang Legao đến với rất nhiều bố mẹ trên toàn Việt Nam. Cô thấy không khí của High Summer ngày hôm nay như thế nào ạ? Cô rất là bất ngờ về không khí của buổi tiệc ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên cô được tham dự chương trình High Summer của câu lạc bộ Mẫu Nhí và MC Pro. Cô thấy đây là một sân chơi rất tuyệt vời và cô nghĩ là các con đã có những trải nghiệm vô cùng thích thú trong ngày hôm nay với bạn bè, thầy cô và bố mẹ. Cô thấy những bước chân của người mẫu rất là chuyên nghiệp. Thế cô có cảm nhận gì về những bước chân người mẫu chúng ta ạ? Cô rất ngạc nhiên về những bước chân chuyên nghiệp của các con trên sàn diễn ngày hôm nay. Và không chỉ là trên sàn diễn mà còn từ khâu chuẩn bị, thử quần áo. Trời thì rất nóng và các con còn nhỏ nhưng các con đã luôn hăng hái và chuyên nghiệp. Đây là một môi trường, một sân chơi rất là chuyên nghiệp dành cho các con rèn luyện những kỹ năng mềm của mình. Và cô hy vọng sân chơi này sẽ được duy trì và cô sẽ được đồng hành thật lâu với câu lạc bộ Mẫu Nhí và MC Pro nhé. Cảm ơn cô vì đã trả lời một số câu hỏi vừa rồi ạ. Cảm ơn Yến Đan.